Xin chào 500 anh chị em. Ngày hôm nay tôi đang ở một nơi rất là chill. Phong cảnh sông nước hữu tình lắm. Hơn cả resort cơ. Nhưng mà lại không phải là đi nghỉ anh chị em ạ. Tôi đang ở trên giải đua xe RFC Malaysia. Đây là một cái giải đua mà khét tiếng ấy. Như các bạn biết xem cái video trước của Trà Đá là giải ở Quảng Bình ạ. Thì đây là cái giải cuối cùng của năm. RFC nó là cái giải mà nó có mặt ở trên hơn 30 quốc gia vùng lãnh thổ. Và đây là giải cuối cùng khép lại năm, nó có tên là Grand Final. Việt Nam chúng ta thì có 3 đội tham gia. Đội đầu tiên là đội anh Khoa Barocco của Red Line là đã vô địch RFC đấy, RFC của Quảng Bình vừa rồi đấy. Đội thứ hai là anh Huy Nông Dân Sài Thành của team Oblock Bình Dương. Và anh đã vô địch hạng nặng của VOC năm vừa rồi. Còn team cuối cùng của câu lạc bộ Oblock Hà Nội, anh Dũng Ngỗng thì rất tiếc là anh chưa vô địch ở đâu cả. Đấy. Đội thứ ba của Việt Nam, anh Dũng Ngỗng. RFC là một giải đấu lớn và uy tín ở trong khu vực và trên thế giới. Nhưng số đội thi lại không nhiều. Năm nay có tổng là 22 đội và đa phần là các đội thì đều nhất nhì các giải RFC ở các nước khác tham dự rồi. Ví dụ trong nhóm cạnh tranh hiện tại là xe đang dẫn đầu là số 127 của Thái Lan, cũng là vô địch RFC Thái Lan. Rồi xe số 150 là do tay chạy vô địch RFC của Nga. Và xe số 3139 là tay lái vô địch của RFC Malaysia. Sổ thi đấu của ông Ngỗng đây. Vận động viên nha, hạt giống số 1 của giải đang nằm kia. Ông Khảnh nha. Ông lãnh đạo đâu nhỉ? Ông Hùng Ngọc Rốt, ông trưởng đoàn, ông đặt ngay ở khò trên xe kìa. Đội bạn đang di chuyển vào khu vực thi đấu. Sau khi đó thì ông trưởng ban nhà mình đây, ông trưởng đoàn Việt Nam, ông anh Hùng chủ tịch. Cứ phải nhã thế, tao thấy ngủ uống bia. Ừ. Đây bảo ngủ từ 12 giờ à? Đâu, ngủ làm gì? Quần áo mũ mạo giày dép phế ở đây. Anh Hồ Ca lưng danh, anh chụp ảnh đẹp nhất Facebook mấy ngày hôm nay là mình xuất xịch là phải bay qua để chụp lại để đội hậu cần. Hạ trại bờ suối nhất cơ ông thi không biết được cái gì không, nhưng mà hạ trại nhất luôn. Ui. Ê, diện quá. Mình gọi là mức độ chuyên nghiệp này, đây là giải nhì của RFC Việt Nam mà sang đây chỉ làm kho cá đây này, hậu cần đây này, anh Tố Mỹ, á quân của RFC Việt Nam đấy, bây giờ anh làm anh nuôi. Anh chị em mày tắm rửa suối luôn. Xe 135 là team Việt Nam của anh Dũng Ngỗng. Anh đang xếp bét bảng của các đội Việt Nam sang đây. Việt Nam sang đây thì có 3 đội. Anh đang xếp thứ 3. Nhất từ dưới lên này. À, nói đi nghe cho nó nhã. Nói phải động tinh trên được trên tinh thần động viên anh. Đấy, đây này anh trưởng đoàn, anh hơi chính trị đấy. Anh bảo là về khích lệ anh em. Phải là phải là nhất từ dưới lên là. Anh có đến. Đấy. Thay người bán điểm lại.
Qua luôn. Qua đi. Chéo đâm bổ vào. Rồi ok ngon. Rồi ngang xe để rời đấy. Ok. Okay. 6 phút 58. Qua Barocco, Rotterdam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người bất lợi. Nông dân Sài Thành chạy thứ hai, ngày thi đấu thứ 8. Đó thấy không? Chạy khỏe không? Chạy dưới trình rút cái chân lên kìa. Bỏ công. Để cho vuông lái lại để băm thẳng vào đây. Đường đá dài hơn. Hy vọng là tính toán của anh sẽ chuẩn. Dựng ngược, có một cái xe của đội Nga đang nằm chết đây vì không lên được dốc ấy. Cao độ nó khủng khiếp đấy. Cái trèo lên là khó này này. Phụ lái phải trèo lên kéo cáp để buộc gốc cây. Ok, xuống rồi. Việt Nam thả lắm các. Xuất sắc hơn là các bạn Nga rồi. Nè tiếng gà sấm sét của anh đã về rồi. Wow. My idol, Huy nông dân Sài Thành. Bài cuối cùng trong ngày. Mấy ông ấy đúng là siêu nhân. Cái dốc này nó bơm lên đây. Dã man thật.
Như anh em biết là cái giải này tập trung toàn những cái tay đua kỳ cựu của tất cả quốc gia thôi, từ Thái Lan cho đến Ấn Độ cho đến Nga, sang đây thi đấu rất là nhiều. Điện thoại sắp hết pin rồi, tôi nói ít thôi. Anh em chia sẻ với anh em một chút cái không khí của cái giải đua này. Cái giải này nó rất là dài ngày, nó tận nửa tháng ấy. Nhưng mà tôi chỉ có thể đi được một tuần thôi. Mà anh em thì vẫn còn khoảng 2 ngày thi đấu nữa. Thôi mình về trước. Kết quả thi đấu của các team hiện tại là đang là Việt Nam của anh Huy đang đứng số 6, còn anh Khoa Barco đứng số 7, còn anh Dũng Ngỗng thì đứng thứ 9. Kết quả lại có thể thay đổi khi mình về rồi thì có thể là kết quả sẽ khác đi. Nhưng mà thôi, chia sẻ với anh em một chút như thế thôi. Xin bổ sung với anh chị em một chút. Và phút cuối là anh Huy Đông Dân Sài Thành kết thúc giải đã giành giải hạng 3, hạng xe nâng cấp. Khoa Barocco xếp hạng 6 cùng hạng, và xe 135 Dũng Ngỗng xếp thứ 7 hạng xe tự thiết kế. Cái hạng xe nâng cấp của giải WRC nó là cái phân hạng mà dành cho tất cả các loại xe mà nó có gốc là một cái xe gì đó. Ví dụ như chẳng hạn anh Huy Đông Dân Sài Thành gốc của anh sẽ là xe Hilux chẳng hạn, còn Khoa Barocco sẽ là gốc cái xe đấy là xe Jeep. Chứ cái xe của anh Dũng Ngỗng là cái xe hoàn toàn làm mới, sát xi tự hàn, tất cả mọi thứ là tự mình sắp xếp, thì nó một hạng riêng.